thu mua tận nơi giá cao luôn. Ở sao đợt này làm biển gì mà sao cái bề bộn này? Cái cửa hàng này bên kia là full rồi nha. À. Bán xe ế quá không ai mua nào, một bãi bên kia còn đóng rồi, chặt rồi. À. Làm thêm một bên này nữa. Nguyên giải bên này nữa, bỏ xe, tiếp tục nhập xe. Ờ con xe này gì mà to cao đây, giới thiệu con xe này cho anh em được cái. À con này hả? Ờ. À. Con này là xe 7 chỗ Captiva đấy. Con này hình như mới thay lốp, bây giờ lốp mới đấy. Đủ trước trang bị nó thành 24 con lốp mới keng luôn. Ờ. Gai dày cui luôn này. Xe này là xe gì đâu chủ tịch ơi? Con này là Chevrolet Captiva. 5 chỗ à? Giống xe 7 chỗ ngồi. 7 chỗ ngồi à? Rồi. Nhìn đèn đóm có vẻ đẹp phết nhỉ. Cái này hình như là đèn bi à? Đây này đèn zin nha. À. Con là bản đủ anh em nhá. À bơm lốp mới. À. Thì nhan tích hợp gương à. Nhan tích hợp gương à. Bao cho anh em có đăng kiểm mới luôn. À đăng kiểm có đến tháng 6 mà, bao đăng kiểm mới luôn à? Anh em mua thì cứ bao thoải mái thôi. À. Giờ này vấn đề cái đăng kiểm hơi khó khăn nên hỗ trợ anh em miễn phí luôn. Có phim nhiệt về mưa nội thất có đẹp không chú tí ơi? Ui nội thất phải qua bên này. Hả? Tí là quay qua này nhìn cho nó thoải mái nha. Rộng rãi này. Đây cho đèn sau nha. À. À phía sau có hai cảm biến này. Có cả cảm biến luôn cả. Có cảm biến này. À. Đó biển này biển Tây Ninh nha anh em nhá. Gầm bể con này thì không cần phải chê gì. Đây, đâu cho xoay cái gầm như nào. Đấy, gầm bể chắc chắn nha. Lốp xe cua nằm phía dưới này. À. Thấy chưa? Đấy. Ừ, đẹp đấy nhờ. Một con gầm cao phù hợp cho anh em mà đi những cái vùng đồi như Lâm Đồng. Cái này nhìn sáng ấy nhưng còn mới nhỉ? Còn mới. Ừ. Đấy, lốp sau còn gai đẹp này, la răng đẹp này. Đấy. Những cái này cũng được mã ốp chrome đẹp hết rồi. Chủ tịch mở cái cốp sau xem có rộng không? Cốp thì phải bao rộng cho anh em luôn. Cái này thì đây. Phía sau này hai ghế mình có thể gập lên gập xuống này. À. À, anh em có thể muốn đi 7 người mình gặp lên. Còn mình chở hàng thì mình cứ để ở đây. À. Rộng rãi. Đấy. Còn đặc biệt xe này là cốp cáp sau là còn nguyên hết nha. Keo chỉ còn zin nha. À, xe này là có đến 3 đồng không chủ tịch ơi? Trời ơi, xe này nói chung là giá rẻ bình dân cho anh em thôi. À. Chỉ có 209 củ khoai thôi. 209 củ à? Ừ, 209 củ khoai, nắp xăng còn đẹp chứ. Ừ. Nắp xăng còn như mới luôn này, zin này. Zin luôn này. Đó, chỉ có 209 củ khoai thôi. Mà đẹp như con xe này thì khó kiếm lắm nha. Còn anh em nếu đừng bì nó, con xe là có trăm mấy dòng này, trăm mấy là những cái xe xấu. Xe là nát và nó mục hết rồi. Còn những chiếc xe đẹp như con xe này thì phải giá thì phải cao lên một tí. Đấy, nội thất đẹp, chân nỉ nguyên bản luôn. Đấy, thấy chân chưa? Chân thấy rồi. Biệt này. Xe này là xe ghế điện bản đủ anh em nha. Không phải là bản thiếu. Cho nên bản thiếu là chỉ có ghế cơ thôi. Đấy, lên xuống nhẹ nhàng, thấy chưa? Tem này, đấy, logo này, gầm khóa còn nguyên bản hết. Đấy, gầm cao. Đây, tính năng của nó này, gương kính cùng xòe được hết luôn. À. Rồi, gương kính chỉnh điện này. À. Túi khí hai bên. Phim bấm này còn mới nhỉ? Phim bấm này phải nói là còn rất đẹp, chủ đi giữ gìn bảo quản tốt. À. Những cái phần túc ly này đâu có thấy chảy gì đâu. À. Đây là túc ly này. Đó, rồi những cái miếng này là giả gỗ này. Đấy, còn rất là đẹp luôn. Rồi em xem cái cho nó có lót sàn này, sạch sẽ luôn rồi. Chân côn, chân thắng, chân ga đẹp này. Có ghế điện, luôn. Ui giời, cái thắng tay nhìn đẹp nhờ. Ừ. Ui củ số này nhìn cũng đẹp này. Ôi con này có cả hỗ trợ đổ đèo với lại chống chân trượt à? Có đầy đủ chức năng hết. Hả? Có đầy đủ chức năng. Con này bản đủ mà. Vô lăng nhìn còn đẹp phết nhỉ. Ừ, để ra nổ cái máy cái coi tiếng máy con xe này. Ừ, mở cái máy coi. Máy móc thì không cần. Keo chỉ này là zin anh em nhá. Keo chỉ zin không mất phân keo chỉ nào cả. Máy thì cực kỳ là êm ái. Và đặc biệt hai bên này có hai cái bậc dừng chân này. À. Đó, đổ lên hai cái bậc cứng cáp luôn nhá. À. Wow, chủ tịch ơi. Đệ chủ tịch ra làm gì, đang làm gì? Mình nó cho nó ngủ đến 3 giờ nó mới làm việc. À. Vì nó lương tháng chục triệu đấy. Ừ. Thế bây giờ đây. Đấy, mặt bây giờ ngủ dậy thằng bé. Đây. Máy nữa. Phần máy móc này. Đó. À. Đẹp chưa? Xem là tôi xem là keo chỉ luôn đã. Keo chỉ còn phải xem. Zin nguyên bản hết. Zin luôn cả. Ừ. Có cái phần mấy cái ốc này. Ốc còn nguyên nha. Đấy, mấy đường nước thấy chưa? Đẹp chưa? Đấy. À. Máy êm. Đấy cái phùng máy êm nhờ. Này còn nguyên tem à? Nguyên tem hết. Chất đấy. 209 triệu đồng thôi. Đẹp len keng, máy êm. Còn riêng con xe này bảo hành cho anh em là 5 tháng phần máy luôn. 5 tháng luôn à? Xe này còn ủy quyền không chủ tịch ơi? Còn ủy quyền. Là chính xác của em nó là 209 củ à? 209. Cái tấm chắn nắng này mình xe con này là đời bao nhiêu đây mà sao tấm chắn nắng nó còn đẹp nhỉ?
À, nóng là còn đẹp nhỉ. Con này đời 2008 thôi nhưng mà chủ đi ít, dù gìn bảo quản ít, những miếng chống nóng thì còn rất là đẹp. Mấy cái cọc bình có biết thì nhìn nó còn mới đẹp nhỉ. Đó, xe này thì tuy theo anh em đừng có so sánh những con xe mà mục nát trăm mấy không phải đâu. Con này là xe zin, máy móc zin nguyên bản. À. Đó, có giá đó thôi. À. Ngon đấy. Đó, với lại hiện tại còn nhiều dòng xe khác. Anh em tầm tài chính mà hơn 200 mà muốn những cái dòng xe khác thì có thể tới tận nơi trực tiếp cửa hàng hoặc số hotline là 0969741441 và 0936793793 anh em nhá. Ok ok. Kết nối Zalo để gửi thông tin chi tiết những em xe có mặt tại cửa hàng bên em nhá.